Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Hôm qua, huyện Dong Thủy, Quảng Tây hứng chịu lũ lụt do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn. Đến 16 giờ cùng ngày, mực nước sông Dung Giang chảy qua huyện đạt 113,13m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,53m. Nước sông tràn vào thị trấn huyện, toàn bộ thành phố bị ngập. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và các tỉnh và khu vực khác. Để đối phó với tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, Bộ Quốc phòng đã nâng cấp phản ứng kiểm soát lũ cấp 4 được đưa ra lúc 18 giờ ngày hôm qua thành phản ứng kiểm soát lũ cấp 3 vào lúc 12 giờ ngày hôm nay. Để đối phó với thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây và những nơi khác, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia, đồng thời cử các nhóm công tác đến các vùng thiên tai. Ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của Quảng Tây đã được nâng cấp lên cấp độ 2. Tỉnh Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp. Tính đến ngày hôm nay, 2,168 triệu người tại 6 thành phố và 39 quận, huyện trong khu vực đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. 208.200 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. 97.300 người gặp khó khăn vì nước sinh hoạt. Quế Lâm, Quảng Tây có mực nước lũ cao nhất kể từ năm 1998, 30 năm mới có một lần. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 lên cấp 2. Để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt diễn ra thuận lợi, hôm nay, khu vực mưa lớn ở Quảng Tây đang dần di chuyển về phía Nam và cường độ mưa đã suy yếu. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo, ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở phía Nam và phía Đông Quảng Tây, có thể kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Ở các khu vực khác sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ, cường độ mưa suy yếu. Trong ngày kia, hầu hết các khu vực đều có mưa vừa đến mưa to. Trong đó khu vực Tây Nam Quảng Tây và ven biển có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tình hình chống lũ đang diễn ra rất căng thẳng. Hồ chứa nước Kama ở Quảng Tây, nơi được chú ý nhiều, vẫn đang gặp nguy hiểm và không thể loại trừ nguy cơ vỡ đập. Quảng Tây cũng ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các địa phương nhanh chóng tiến hành kiểm tra toàn bộ các hồ chứa nguy hiểm để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ. Một khi hồ chứa có nguy cơ vỡ đập, phải tổ chức ngay việc di chuyển người dân vùng hạ du để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Kể từ mùa lũ ở Quý Châu đã có 19 người chết, 3 người mất tích. Lượng mưa lớn xảy ra ở phía Nam và Đông Nam tỉnh Quý Châu từ 2 ngày qua đã khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến 1 người chết, 1 người mất tích. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Quý Châu, lượng mưa lớn từ 2 ngày qua chủ yếu tập trung ở quận tự trị Kiềm Nam Bố Nghĩa và Miêu và quận Thiên Đông Nam Miêu và Đông có lượng mưa lần lượt là 145,7mm và 122mm. 5 quận bao gồm Dong Giang, Lý Bố, Đan Trại, Lôi Sơn và San Sui hứng chịu mưa lớn, 16 thị trấn khác có mưa rất lớn và 93 thị trấn có mưa lớn. Trong đó ở thị trấn Đình Đông, huyện Cống Giang lượng mưa cao nhất là 287,7mm. Kể từ đầu mùa lũ năm nay, tính đến nay có 68 huyện thuộc 9 thành phố thuộc tỉnh Quý Châu đã xảy ra mưa lớn, lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với diện tích 1,97 triệu hecta cây trồng và 2,86 triệu người bị ảnh hưởng, 19 người chết, 3 người mất tích. 4.739 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 935 triệu nhân dân tệ. Mưa lớn ở Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã khiến 20 người chết. Tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Hai, 5,247 triệu người ở 61 quận thuộc 12 thành phố của tỉnh Hồ Nam, bao gồm Trương Gia Giới, Nghi Dương, Vĩnh Châu, Hoài Hóa, Lâu Đài, Nhạc Dương và Thường Đức đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt và 7 người chết. Tại tỉnh Hồ Bắc, tổng số 6,4229 triệu người tại 17 thành phố và 64 huyện bị ảnh hưởng, 13 người chết, 2 người mất tích và 33.500 người phải di rời khẩn cấp, 4,091 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 6.255 nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa là 1,514 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Tùy Châu, En Thạch, Hoàng Cương và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đối phó với thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Hai, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ thiên tai. Giang Tây đưa ra mức cảnh báo mưa bão cao nhất trong lịch sử. Kể từ ngày hôm qua, tại 38 huyện của tỉnh Giang Tây đã có mưa lớn và mưa lớn dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng tại 27 huyện.
Vào hai ngày nay, đài quan sát khí tượng Giang Tây đã đưa ra hai tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất được đưa ra trong lịch sử Giang Tây. Từ ngày thứ hai đến thứ ba tuần này, có những trận mưa lớn như trút nước ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố Cám Châu và có một số trận mưa bão cực lớn với phạm vi mưa rộng, cường độ cao và thiên tai rất nghiêm trọng. Mưa lớn liên tục cũng đang tiếp diễn ở Phúc Kiến khiến 10 người thiệt mạng, thiệt hại trực tiếp hơn 200 triệu NDT. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến xảy ra mưa lớn diện rộng khiến hơn 180.000 người ở tỉnh Phúc Kiến bị ảnh hưởng, 10 người chết, 2 người mất tích và 22.200 người phải di chuyển. Do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, từ ngày 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến có mưa rào diện rộng, mưa xối xả cục bộ, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Thiểm Tây, Hữu Tích, Phù Đồn Hy và Mai Tây và các nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt mức cảnh báo và lũ lụt với mực nước vượt mức cảnh báo lũ nguy hiểm đã xảy ra ở Đại Giang Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn phía tây sông Cửu Long Giang và Tương Giang. Mưa xối xả và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Bình, Tuyền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê lúc 17 giờ ngày thứ tư, tổng cộng 186.400 người tại 19 huyện của tỉnh Phúc Kiến gồm Tam Bình, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nham đã bị ảnh hưởng, 420 ngôi nhà bị sập, 8 người chết và 2 người mất tích, 24.200 người phải di rời, 13,69.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 68 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ bị đình chỉ hoạt động, 25,56 km bờ bao bị hư hỏng, 4,53 km đê bị vỡ, 100 hồ đập bị phá hủy, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 242 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với các công trình thủy lợi là 107 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, mái đập của hồ chứa Kama ở Quảng Tây bị sập một phần và 15.000 người đã được chuyển đi. Một trận mưa lớn khác ở Quảng Tây đã gây nguy hiểm nghiêm trọng tại hồ chứa nước Kama ở huyện Lạc Thành. Hiện tại, tổng cộng 15.011 người từ 4.642 hộ gia đình ở huyện Lạc Thành và thành phố Nghi Châu ở hạ lưu hồ chứa Kama đã được chuyển đến nơi an toàn và nguy cơ vỡ đập tạm thời giảm bớt. Mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ chứa Kama đang được gia cố dâng cao, mái đập hạ lưu bị sạt lở một phần, móng đập bị thủng khi nước lũ tràn qua đập tràn đang thi công. Bức tường bên phải ở lối ra của đường hầm dẫn dòng của đập đã bị cuốn trôi 53,5m. Hiện cán bộ, chiến sĩ, đơn vị thủy điện, công an nhân dân vũ trang và lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đang tiến hành các biện pháp như hạ cao trình đập tràn để tăng lưu lượng xả, sớm loại bỏ nguy hiểm. Lũ lụt lớn cũng đang xảy ra ở Quảng Tây. Cảnh sát vũ trang và chiến sĩ khẩn trương giải cứu nhiều người dân bị mắc kẹt. Mưa xối xả liên tục ở Quảng Tây đã gây lũ lụt trên diện rộng. Do nước lũ ở một số khu vực dâng quá nhanh, một số người dân đã bị mắc kẹt. Các cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát vũ trang đã giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Tình hình mưa lớn liên tục và công tác chống lũ ở một số tỉnh, vùng miền ở Trung Quốc đang diễn ra gay gắt. Nhiều vùng của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây, trong đó Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình chống ngập hết sức cam go. Vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ tư, mực nước sông Liễu Giang ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây lên tới 90,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 7,8m. Các tòa nhà dọc sông Liễu Giang đã bị ngập lụt, đỉnh lũ sẽ đi qua trạm Liễu Giang, Liễu Châu vào khoảng 23 giờ đêm ngày thứ tư. Đỉnh lũ lần này có mực nước cao tới 90,5m, cũng là đỉnh lũ hơn 30 năm mới có một lần. Lâm Khai Bình, kỹ sư trưởng của Đài quan sát khí tượng Quảng Tây cho biết, chúng tôi gọi đó là mưa bão lớn khi nó đạt tới 250mm, bây giờ là hơn 580mm, tức là đã tăng gấp đôi nên mưa rất lớn. Mưa lớn cũng khiến 420.000 người ở 14 thành phố Vân Nam bị ngập lụt. Sau khi bước vào mùa mưa năm nay, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu nhiều trận mưa lớn. Tính đến nay, thiên tai lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 439 triệu nhân dân tệ. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm 15 thành phố của tỉnh Vân Nam trừ Lệ Giang và Đức Hồng, 47 huyện và 136 thị trấn với tổng số người là 461.900 người. Đặc biệt lũ lụt ở Nam Vân Nam tương đối nghiêm trọng. Trước tình hình lũ chính vụ đang đến, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh yêu cầu phải làm tốt công tác phòng chống lụt bão và các biện pháp khẩn cấp cho các đơn vị, vùng trọng điểm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Các cấp phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, nắm bắt chính xác diễn biến lũ, mực nước, phán đoán một cách khoa học xu thế diễn biến của tình hình thiên tai, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ quan trọng như thủy điện đang thi công, cầu cống, đường cao tốc, ao thải quặng, trường học và các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa về nhân sự, kinh phí, vật tư phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường kiểm tra bờ kè, phòng chống nghiêm ngặt, hạn chế thấp nhất thương vong. Cần lưu ý rằng mặc dù Vân Nam đã có một số trận mưa lớn trong năm nay, nhưng lượng mưa tổng thể ở Vân Nam vẫn tương đối thấp và sự phân bố lượng mưa cực kỳ không đồng đều.
có thể gây ra hạn hán và lũ lụt cùng tồn tại trên toàn tỉnh, Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa qua đã cảnh báo mực nước ở 93 con sông ở nước này vẫn vượt mức cảnh báo và hồ chứa của đập Tam Hiệp cần phải được theo dõi sát sao khi nước lũ sắp dâng lên. Tình hình kiểm soát lũ hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và không thể lơ là. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh hai thành phố cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông Trung Quốc hứng đợt mưa to kỷ lục hôm thứ Tư. Ngoài ra, sáng sớm ngày thứ Năm, các tỉnh Giang Tây, An Huy dọc sông Dương Tử đã ban hành báo động đỏ mới vì mưa lũ. Những con đập khổng lồ của Trung Quốc được thiết kế để kiểm soát lũ và phát điện đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong những tuần gần đây. Giới chức Trung Quốc đề cao vai trò của đập trong việc ngăn lũ, song nhiều chuyên gia quốc tế nói những con đập này không những không chống được các hình thái thời tiết cực đoan mà còn làm giảm khả năng lưu trữ nước lũ. Theo giáo sư Darin Magi, chuyên về các vấn đề về nước của Trung Quốc tại Đại học Harvard and William Smith, các con đập chặn dòng phù sa trên sông và làm giảm khả năng hấp thụ nước của các vùng bãi bồi, đất ngập nước ven sông ở hạ lưu. Giáo sư Magi giải thích, nhu cầu sản xuất điện cũng có thể làm suy yếu nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Kiểm soát lũ đòi hỏi phải giữ nước trong khi sản xuất điện cần xả nước. Hàng nghìn binh lính Trung Quốc đã được điều đến lưu vực sông Trường Giang để thực hiện các hoạt động khẩn cấp như xây dựng đê, đắp kè và đào kênh để xả nước. Để đối phó với việc tích nước lũ ở thượng nguồn, chính quyền phải mở cửa xả lũ để giảm áp lực cho hồ chứa. Lượng nước tăng lên ở thượng nguồn đạt 55.000 mét khối trên giây vào cuối tuần trước, vượt quá mức cảnh báo 50.000 mét khối trên giây. Việc xả lũ khẩn cấp chắc chắn đã làm lũ lụt trầm trọng hơn ở các khu vực hạ lưu của con đập. Chuyên gia Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chống chịu những trận lũ còn lớn hơn một số trận lũ kinh hoàng trước đây ở Trung Quốc. Hôm thứ Tư, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã dẫn lại lời của một chuyên gia về công trình thủy lợi hàng đầu của Trung Quốc để đáp trả những đồn đoán về năng lực của đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, mà theo tờ báo này là Trường Thành trên sông Trường Giang. Theo đó, ông Vương Hạo, một chuyên gia tại Viện Công trình Trung Quốc cho biết, hiện nay Trung Quốc áp dụng 5 phòng tuyến để phòng chống lũ, gồm ngăn chặn ở các dòng chính, kiểm soát ở các nhánh sông, bảo vệ đê điều, các khu chứa lũ ở vùng trũng thấp và quản lý phát triển đô thị dọc các con sông. Chắn ngang sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đóng vai trò phòng tuyến đầu tiên và trung tâm giảm lượng nước lũ đổ về khu vực trung và hạ lưu sông. Ông Vương nói rằng tình hình lũ lụt sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có con đập này. Tính đến hôm thứ Ba, đập Tam Hiệp đã chặn 10,7 tỷ mét khối nước lũ. Chuyên gia này nói rằng nước lũ mạnh sẽ không kéo sập được đập Tam Hiệp. Ông Vương cho biết, trong trận lũ kinh hoàng ở Trung Quốc năm 1870, lưu lượng nước đạt đỉnh 105.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, đập Tam Hiệp được thiết kế để chống chịu nhiều hơn thế. Thậm chí, khi lưu lượng đạt đỉnh 124.300 mét khối trên giây, ông Vương giải thích, đập Tam Hiệp là một con đập trọng lực bằng bê tông, có mức ổn định và vững chắc tốt nhất. Các vật liệu bê tông được dùng xây đập khác với bê tông thông thường, có tính bền và ngăn nứt cao hơn. Tro bay và các vật liệu đặc biệt khác vẫn đang trải qua phản ứng thủy hóa hydration reaction, tiếp tục củng cố độ bền bên trong. Con đập sẽ đạt độ bền cao nhất trong 100 năm, sau đó mới giảm dần đi, ông Vương thông tin. Trong mùa lũ năm nay, lượng mưa ở khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang đã đạt 498,5mm, nhiều hơn 64,3% so với cùng kỳ của các năm trước và lớn nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961. Trung Quốc đã sơ tán hàng chục ngàn người tại các tỉnh An Huy và Hồ Bắc trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lũ lụt theo mùa xảy ra hàng năm tại Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, đợt lũ năm nay lại bất thường và nghiêm trọng. Kể từ đầu tháng này đến nay, do lũ lụt Trung Quốc đã buộc sơ tán 1,8 triệu người tại 24 tỉnh thành, chủ yếu là ở phía Nam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp do lũ lụt là hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7 tỷ đô la Mỹ.
Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Tư cho biết, Bộ Tài chính Trung Quốc đã phân bổ 830 triệu nhân dân tệ, tương đương với 118 triệu đô la Mỹ để giúp 12 tỉnh gặp khó khăn do lũ lụt, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa các công trình thủy lợi và thực hiện công việc tái thiết. Các khu vực của Trung Quốc như tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam và Cam Túc ở Tây Bắc đang có nguy cơ cao hứng chịu thiên tai trong những ngày tới, sau khi nhà chức trách dự báo có thêm một đợt mưa lớn nữa. Hôm thứ Năm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết các khu vực bờ biển phía đông gồm khu vực Vịnh Bột Hải, Sơn Đông và tỉnh Giang Tô cũng đối mặt với những trận mưa bão. Các thành phố cảng như Thanh Đảo, Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông là những nơi mới nhất chứng kiến lượng mưa hàng ngày kỷ lục hôm thứ Tư. Các tỉnh Giang Tây và An Huy trên sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo đỏ vào sáng thứ Năm. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết 93 con sông vẫn trên mức cảnh báo. Bộ này cho biết thêm, đập Tam Hiệp, đập lớn nhất Trung Quốc vẫn cần được giám sát chặt chẽ khi nước lũ dâng cao. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt hiện tại vẫn nghiêm trọng và dù thế nào đi nữa cũng không thể được lơ là. Các khu vực trên khắp Trung Quốc đã được lệnh sơ tán khẩn cấp do sạt lở vỡ bờ sông và lũ trên núi. Theo kênh Al Jazeera, Trung Quốc đã sơ tán hàng chục ngàn người tại các tỉnh An Huy và Hồ Bắc, trong đó bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Các kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các bài báo đưa tin đồn về đập Tam Hiệp, thể hiện tư tưởng chống Trung Quốc và phơi bày sự thiếu thưởng thức, hỏng kiến thức vật lý cơ bản. Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Ba đã đăng bài xã luận viết: một số cơ quan truyền thông phương Tây chưa bao giờ chú ý đến một con đập như thế, trừ khi nó nằm ở Trung Quốc. Dự án đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc mùa lũ năm nay đã liên tục phải đối mặt với những tin đồn và những lý thuyết cho rằng đập biến dạng, hoàn toàn cường điệu, tờ báo nhấn mạnh. Trong thời gian vận hành, những cáo buộc trước đây cho rằng đập có thể sập, gây ra động đất và làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt đã được chứng minh là vô căn cứ, tờ Hoàn Cầu dẫn lời các nhà quan sát. Tờ Thời báo Hoàn Cầu bày tỏ bức xúc sau khi Tân Hoa Xã cập nhật diễn biến hôm thứ Bảy, hồng thủy số 2 tràn qua đập Tam Hiệp, trong đó có nhắc đến chuyện những dịch chuyển biến dạng nhẹ của con đập là hoàn toàn ở mức bình thường. Truyền thông phương Tây đã vào bình luận cho rằng nó sắp sập đến nơi. Các kỹ sư chia sẻ với tờ Hoàn Cầu rằng tất cả các công trình chịu lực gồm cầu, đường, đập trong quá trình vận hành sẽ có những biến dạng nhất định ở mức an toàn. Những biến dạng này có thể phục hồi và không phải là vĩnh viễn. Những biến dạng của dự án đập Tam Hiệp luôn nằm trong giới hạn an toàn. Những biến dạng này cũng xuất hiện vào mùa hè năm 2019 khi con đập đang giữ nước lũ vào mùa mưa của Trung Quốc. Các chuyên gia Trung Quốc giải thích, vào thời điểm đó con đập cũng không nằm trong nguy cơ sập mà chỉ có những biến dạng nằm trong giới hạn thiết kế khoảng 1,4 cho tới 26,7mm. Hoàn Cầu nhắc lại một cáo buộc vào tháng 7 năm 2019, trích dẫn ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp biến dạng nghiêm trọng, mặc dù biến dạng sau đó được chứng minh là do hình ảnh có độ phân giải thấp. Dự đoán về biến dạng và thông tin đập Tam Hiệp sắp sập vẫn được lưu hành. Mặc dù dự án đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới, khối lượng hồ chứa của nó nhỏ hơn một số dự án khác, các hồ chứa trong bảng xếp hạng 10 hồ chứa lớn nhất thế giới có sức chứa lớn gấp 2 lần hồ chứa đập Tam Hiệp. Chang Shung-wang, kỹ sư trưởng tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp, nghi ngại. Nếu đập Tam Hiệp giáp vỡ, vậy những công trình kia thì sao? Ông Chang cũng lưu ý rằng con đập có hệ thống giám sát với hơn 12.000 cảm biến. Một bất thường nhỏ cũng ngay lập tức được báo lại. Tập đoàn Tam Hiệp khẳng định dự án đập Tam Hiệp không mong manh như một số người đang tưởng tượng. Nó có thể kiểm soát được những trận lũ lớn. Tuổi thọ của đập Tam Hiệp là trên 100 năm. Học giả Viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia về kỹ thuật thủy điện Zhang Chaoran nói, khẳng định rằng nếu được bảo trì đúng hạn, dự án đập Tam Hiệp có thể vận hành trong một thời gian dài, giống như dự án thủy điện Đô Giang Yển của nước này đã hoạt động được hơn 2.200 năm. Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương, 9 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 8 km, đã có 5 người bị thương. Một số tòa nhà vốn chịu tác động của trận động đất 6 độ Richter hồi tháng 6 năm 2019 tiếp tục hứng chịu động đất nên đã bị hư hỏng. Lở đất cũng đã xảy ra ở khu vực lân cận làm gián đoạn giao thông. Chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân khỏi các tòa nhà để đề phòng nguy hiểm. 80 lính cứu hỏa được triển khai đến khu vực động đất để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.
Trận động đất tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Xứ Xuyên xảy ra lúc 22 giờ 55 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương, mạnh 6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 16 km. Nhiều tuyến đường cao tốc đã bị nứt, trong đó tuyến đường chính nối thành phố Nghi Tân và huyện Tự Vĩnh đã phải đóng cửa. Sau trận động đất, khu vực này liên tiếp xảy ra 4 trận dư chấn, trong đó dư chấn xảy ra sáng nay đo được có độ lớn 5,3 độ Richter, đã có 12 người chết và 125 người bị thương do trận động đất. Con số này được cho là sẽ còn tăng khi mà công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương xúc tiến. Lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát và khẩn trương đưa những người bị thương đến các bệnh viện. Một gia đình 3 người bị mắc kẹt, 8 tiếng trong đống đổ nát đã được cứu ra ngoài, nhưng sau đó một người đã tử vong. Hơn 500 lính cứu hỏa đã được điều động tới vùng thiên tai. Lực lượng cứu hộ cũng đã cung cấp hơn 35.000 liều bạt, giường xếp, chăn màn, các thiết bị y tế, thuốc men. Hơn 4.000 người dân đã được bố trí chỗ ở tạm. 8 ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng nặng. Các ngành chức năng Trung Quốc đang huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và các nơi cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Hệ thống cảnh báo sớm đã phát tín hiệu tại thủ phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên khoảng 1 phút trước khi xảy ra động đất và tại Nghi Tân là khoảng 10 giây trước động đất. Các nghiên cứu tính toán, nếu biết trước 10 giây có thể giảm thiểu 39% số người thương vong, Tứ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Năm 2008, một trận động đất có độ lớn 7,9 độ Richter đã làm cho hơn 87.000 người thiệt mạng và mất tích. Những trận động đất nhỏ hơn vẫn xảy ra thường xuyên. Theo số liệu Trung Quốc công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy, mực nước ở đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử tiến gần đến mức tối đa. Sau khi những trận mưa lớn làm cho dòng chảy của dòng sông này tăng lên mức cao kỷ lục, hãng Reuters dẫn thông tin cho hay, vào sáng hôm thứ Sáu, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 165,6 m, tăng hơn 2 m so với hôm thứ Năm vừa qua và vượt 20 m so với mức cảnh báo an toàn. Theo thiết kế, mực nước tối đa của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175 m. Vào hôm thứ Năm, các nhà chức trách đã tăng tốc độ xả nước lên mức kỷ lục 48.800 m khối trên giây để cố gắng hạ thấp mực nước và có thể phải tăng lượng xả một lần nữa để tránh khả năng gây ra một đợt nước tràn bờ nguy hiểm. Giáo sư của Đại học bang Oregon, người nghiên cứu dự án đập Tam Hiệp khẳng định Trung Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn chặn khả năng nước tràn khỏi đập. Nước tràn đập là tình huống tồi tệ nhất vì nó gây ra thiệt hại đáng kể và có thể dẫn đến vỡ đập. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang đã cao gấp đôi so với mức trung bình theo mùa năm nay. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện lớn của Trung Quốc đã tích trữ hơn 100 tỷ mét khối nước lũ trong năm nay và bảo vệ cuộc sống của hơn 18,5 triệu người dân. Riêng dự án đập Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp còn hạn chế và nó thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong thời gian dài. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng tới hơn 260.000 người ở Trùng Khánh và khiến cho hơn 20.000 cửa hàng bị ngập trong nước. Theo Tân Hoa Xã, hôm thứ Năm, mực nước của sông Trường Giang ở đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc đã dâng cao kỷ lục, đặt ra mối đe dọa chưa từng có cho thành phố này. Cụ thể, mực nước đo được tại trạm thủy văn Thống Thang ở Trùng Khánh đã đạt 191,55 m vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm thứ Năm. Mực nước này cao hơn 0,14 m so với mức kỷ lục vào năm 1981 và đang tiếp tục tăng lên. Trước đó, thành phố Trùng Khánh đã nâng mức phản ứng nhằm kiểm soát lũ lụt lên cấp 1, tức là cấp cao nhất vào hôm thứ Ba. Trùng Khánh nằm tại vị trí hợp lưu của Trường Giang và nhánh sông Gia Lăng. Một quan chức tại Cục Quản lý Khẩn cấp Trùng Khánh cho biết, trận lũ hiện tại là do sự kết hợp của trận lũ số 2 trên sông Gia Lăng và trận lũ số 4 trên sông Trường Giang. Ngoài ra, Trùng Khánh được biết là nơi thành phố núi do địa hình đa số là đồi núi và địa hình đặc biệt này cũng là nguyên nhân khiến Trùng Khánh thường xuyên bị ngập lụt. Nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như đường Nam Tân, khu cảng Triều Thiên Môn và Cổ Trấn từ khí khẩu đều bị ảnh hưởng nặng nề. Vào 8 giờ ngày thứ Năm, mực nước đo được tại trạm thủy văn Triền Thiên Môn trên sông Trường Giang 193 m, vượt mức an toàn 8,14 m. Trước tình hình đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đích thân đến thăm ngôi làng Sông Bá, Thủ tướng nhấn mạnh. Mọi người cần tay trong tay chiến đấu với thảm họa này, không có thương vong sẽ là chiến thắng lớn nhất của chúng ta. Tính đến sáng thứ Năm, lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 2,45 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 354 triệu đô la Mỹ. Hơn 250.000 dân tại Trùng Khánh đã được sơ tán tới nơi an toàn.
Sau 2 ngày mưa lớn liên tục, nước lũ tại tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu rút và chính quyền tại địa phương này đang đẩy mạnh nỗ lực giúp cho người dân tiếp tục công việc và cuộc sống. Theo thông tin từ hãng Reuters, thì tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, mưa liên tục khiến mực nước 22 con sông lớn và 33 sông nhánh vừa cảnh báo, nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực trong các thành phố Thành Đô, Lạc Sơn, Nhà An, Nghi Tân. Mưa suốt 2 ngày qua ở lưu vực Tứ Xuyên đã ngừng, nước lũ bắt đầu rút, 8 con phố ở Lạc Sơn bị ngập nặng. Ban quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Lạc Sơn đang tiến hành nạo vét và thoát nước. Hơn 1.800 đảng viên ở Lạc Sơn đã tham gia cứu trợ thị trấn Thảo Bá, khu vực nằm ở hạ lưu sông Thanh Y thuộc thành phố Nhà An. Hàng trăm nhân viên vệ sinh môi trường và người dân ở khu cảng Triều Thiên Môn, Trùng Khánh đã nỗ lực chống lũ. Yun Biang, Phó Ban Quản lý phố Triều Thiên Môn cho biết, công việc chính của chúng tôi hiện nay là tăng cường kiểm tra tuần tra các điểm báo động khẩn cấp, đồng thời đảm bảo di rời các tài sản trong cửa hàng bị ảnh hưởng, cũng như sơ tán người dân khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc MEM cho hay, chính quyền đã dành ngân sách khoảng 460 triệu tệ, tức 66,7 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai ở 4 khu vực cấp tỉnh. Bộ này cũng cử nhóm 500 chuyên gia cứu trợ thiên tai tới Tứ Xuyên để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ khẩn cấp tại địa phương. Liên quan đến thông tin Hồ Thủy Điện, Mã Đồ Sơn, Trung Quốc thông báo xả lũ xuống sông Hồng từ 9 giờ cho đến 17 giờ hôm thứ Năm do không nhận được số liệu cụ thể về đợt xả lũ này. Do vậy, nhiều người lo ngại rằng nước trên sông Hồng và sông Thao sẽ lên nhanh kỷ lục và có thể gây lũ cực đoan cho các tỉnh ở lưu vực sông Hồng. Và theo nhận định từ phía chuyên gia, với dung tích là 550 triệu mét khối nước thì việc xả lũ này không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Theo báo điện tử Xinhua, đánh giá về nguy cơ ảnh hưởng từ đợt xả lũ này, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, hồ này có dung tích chứa 550 triệu mét khối nước, công suất chỉ đạt 300 MW. Do đó, lượng nước đổ về Việt Nam không quá lớn và khả năng ảnh hưởng cũng không nhiều. Ông cho biết, so với đợt xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình năm 2017, tức là hơn 1 tỷ mét khối, thì lượng nước xả từ thủy điện ở Trung Quốc không đáng kể. Và chiều hôm thứ Năm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Thao. Do mưa lớn từ nay cho đến thứ Bảy, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu ở lưu vực sông Hồng, Thái Bình sẽ lên trở lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên 1-3m. Trong đợt lũ này, thì đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức báo động 3, còn sông Lô và thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ trên mức báo động 1 và báo động 2. Chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ trong những ngày tới. Kính thưa quý vị và các bạn, tối qua, hai trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, một khu vực thường phải hứng chịu các trận động đất nhẹ. Theo giới chức địa phương, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở huyện Trường Ninh vào lúc 22 giờ 55 phút ngày hôm qua với tâm chấn ở độ sâu 16 km. Ngay sau đó, những dư chấn xảy ra liên tiếp. Hiện các nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. Hơn 300 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, khẩn trương đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn đang mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ cũng gửi 5.000 lều bạt và các vật dụng cần thiết khác. Động đất thường xuyên xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất mạnh 8 độ Richter vào năm 2008 ở đây đã làm 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Và tối nay tại Nghi Tân, Tứ Xuyên, Trung Quốc lại tiếp tục xảy ra vụ động đất mạnh 5,4 độ. Ít nhất 16 người đã bị thương trong một trận động đất mạnh 5,4 độ, làm rung chuyển quận Củng, thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lúc 22 giờ 29 phút tối nay theo giờ địa phương, hiện các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Giới chức địa phương cho biết một số ngôi nhà tại khu vực xảy ra động đất đã bị sập, trong khi một số tuyến đường cũng bị hư hại, hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin. Hiện tình hình thời tiết xấu và các quan chức địa phương đang cố gắng đánh giá toàn bộ hậu quả của trận động đất này. Hồi đầu tuần, cũng tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, một trận động đất mạnh kéo theo nhiều cơn dư chấn cũng đã xảy ra, khiến nhiều người thương vong và gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Thưa quý vị, báo chí Trung Quốc đưa tin, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã gây rung lắc mạnh tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 4 người đã bị thương và 21 ngôi nhà bị hư hại do động đất.
Theo Xinhua, trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra vào lúc 10 giờ 31 phút sáng ngày 8 tháng 9 giờ địa phương tại huyện Mongjiang Hani, tỉnh Vân Nam. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, tâm chấn của động đất ở độ sâu 11 km. Cơ quan địa chất tỉnh cho hay sự rung lắc có thể được cảm nhận tại 15 thị trấn thuộc huyện Mongjiang cũng như tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Cơn địa chấn đã gây rung lắc mạnh khiến nhà cửa lắc lư và người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Cư dân sống tại các tòa nhà cao tầng tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách Mongjiang khoảng 270 km cũng cảm nhận được sự rung lắc. Xinhua dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay động đất đã khiến 4 người bị thương nhẹ và làm hư hại 21 ngôi nhà tính tới chiều nay. Giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện diễn ra bình thường tại hầu hết các khu vực của Thông Quan, thị trấn nằm gần tâm chấn nhất. Các nhân viên cứu hộ tại Thông Quan cho hay con số thương vong được dự đoán sẽ không cao vì hầu hết người dân đi làm ngoài đồng vào thời điểm động đất xảy ra. Hơn 100 người từ cơ quan nguồn lực và đất đai địa phương, cảnh sát, cơ quan dân sự đã được điều động tới hiện trường để đánh giá tình hình và tiến hành các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ. Đây là lần thứ 3 khu vực Tây Nam Trung Quốc hứng chịu các trận động đất một tháng qua. Hôm thứ Năm, 24 người đã bị thương khi một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại huyện Chong Hai, phía bắc thành phố Ngọc Khê, Vân Nam. Chỉ một ngày trước đó, một trận động đất nhẹ hơn cũng xảy ra tại cùng khu vực. Nước từ đợt lũ thứ tư trên sông Trường Giang đổ về đập Tam Hiệp với lưu lượng lên tới 75.000 m3 trên giây. Đây là mực nước lớn nhất kể từ khi đập được xây dựng cho đến giờ. Theo Global Times, mạng lưới thủy văn sông Trường Giang cho biết, dòng chảy đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt đến 75.000 m3 trên giây vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm, khiến mực nước trong hồ đạt 161,81 m. Đây là đợt lũ lớn nhất đập Tam Hiệp tiếp nhận kể từ khi công trình được xây dựng vào năm 2003. Trước đó, lưu lượng nước lũ lớn nhất đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp là 71.200 m3 trên giây vào năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc đã chuẩn bị tốt để giảm thiểu tác động của bất kỳ thiên tai nào. Trước đó, Tập đoàn Tam Hiệp cho biết để đối phó với đỉnh lũ, các đập ở thượng nguồn sông Trường Giang gồm Ô Đông Đức, Lạc Độ, Hướng Gia Bá sẽ phối hợp để cùng kiểm soát lũ. Các đập sẽ phát huy đủ chức năng phòng chống lũ lụt và dự kiến giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ. Trước đợt lũ kỷ lục, đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới 49.200 m3 trên giây. Theo dự báo, đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục phải gánh chịu lượng nước lũ lên tới 50.000 m3 trên giây liên tiếp trong khoảng 5 ngày tới. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, lưu lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp của Trung Quốc liên tục lập đỉnh trong 2 ngày qua và chính thức đạt mức lớn nhất từ trước đến nay vào sáng thứ Năm. Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng thứ Năm theo giờ địa phương, đỉnh lũ ở trạm thủy văn Thốn Thang trên sông Trường Giang, đoạn của thành phố Trùng Khánh đã vượt qua đỉnh lũ 191,41 m trong lịch sử. Đây là mực nước lũ cao nhất ghi nhận vào năm 1981. Ông Trương Thái Bình, Cục trưởng Cục Thủy văn Thượng nguồn của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cho biết, đây là mực nước lũ cao nhất kể từ khi trạm thủy văn này hoàn thành, cũng là mực nước lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải hứng chịu kể từ khi xây dựng cho đến nay. Được biết, trạm thủy văn Thốn Thang là một trong những trạm chính quan trọng ở thượng nguồn sông Trường Giang. Mực nước tại đây sẽ quyết định sự an nguy của khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, đợt lũ lớn lần này đã khiến 260.000 người dân ở Trùng Khánh bị ảnh hưởng, hơn 250.000 người phải di rời. Nhiều đường phố, cầu cống, bến phà, công viên, quảng trường tại đây bị ngập nặng, có nơi nước ngập cao gần hết tầng 3 của một tòa nhà. Trùng Khánh đã lần đầu tiên trong lịch sử phải nâng mức phản ứng phòng lũ lên cấp 1, tức là cấp cao nhất vào thứ 3 vừa qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện mực nước của hơn 50 con sông ở thượng lưu sông Trường Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, có tới gần 30 con sông vượt mức an toàn, 9 con sông vượt mức nước lũ lịch sử. Thủy điện Trung Quốc xả lũ, Việt Nam gấp rút ứng phó. Vào thứ Năm, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai cho biết vừa nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại giao huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo về việc thủy điện Mã Đô Sơn của Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, khiến các cơ quan phòng chống thiên tai Việt Nam phải gấp rút xây dựng phương án ứng phó.
Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 3, lưu vực sông Hồng hứng chịu mưa lớn, mực nước dâng cao. Để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mạ Đỗ Sơn, Trung Quốc dự kiến xả lũ từ 9 giờ cho đến 17 giờ ngày thứ Năm, khi đó mức nước sông Hồng dâng cao hơn. Trước thông tin này, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai đã gửi công điện hỏa tốc đến các cơ quan chức năng địa phương và thông báo cho người dân khu vực ven sông Hồng biết để chủ động biện pháp phòng chống. Theo báo Dinh News dẫn trao đổi của ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và đang lên phương án ứng phó. Hiện cơ quan chức năng chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng từ đợt xả lũ vì chưa có số liệu về lưu lượng xả lũ xuống từ phía thủy điện Mạ Đỗ Sơn. Đây là điều đáng lo ngại vì khi không có thông tin, các đơn vị khó xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp. Ông Việt cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến mực nước trên sông Thao đã lên trên mức báo động 2. Mưa tiếp diễn những ngày tới và việc xả lũ từ thủy điện Mạ Đỗ Sơn, Trung Quốc khiến mực nước trên sông Hồng tiếp tục dâng. Ông cho biết, việc thông báo xả lũ từ nhà máy thủy điện Mạ Đỗ Sơn xuống sông Hồng là chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán các phương án ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng ngày, thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội yêu cầu khẩn trương ứng phó trước thông tin thủy điện Mạ Đỗ Sơn xả lũ xuống sông Hồng. Hiện một số sự cố do mưa lũ đã xuất hiện trên tuyến đê sông Thao, tỉnh Phú Thọ, nên Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các sự cố đê điều đã xảy ra. Việc tuần tra, canh gác, bảo vệ đều phải được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Lực lượng chức năng phải kiểm tra, ra soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, hoạt động kinh tế xã hội ở ven sông, bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở, đồng thời sẵn sàng tổ chức di rời, sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm. Trước đó, mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc đã gây lũ trên sông Thao và ngập lụt ở Yên Bái trong các ngày từ thứ Hai cho đến thứ Tư. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái vào sáng nay lên đến 32,5m, trên báo động 3 là 0,5m. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thứ Năm cho đến ngày thứ Bảy, thì Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa từ 100 đến 120mm, trọng tâm ở Tây Bắc và Việt Bắc. Bão số 3 quăng quật Quảng Đông buộc đóng cầu vượt biển dài nhất thế giới. Liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3 vào ngày thứ Tư, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam trên thang 4 màu, từ thấp đến cao bao gồm xanh, vàng, cam và đỏ. Đối với bão số 3, sau khi phát hành cảnh báo tương tự vào ngày hôm trước đó, cây cầu vượt biển nối giữa Hồng Kông, Chu Hải, Cà Mau đã bị đóng tạm thời. Trong khi dịch vụ phà qua eo biển giữa Quảng Đông và Hải Nam phải ngừng hoạt động do bão số 3. Thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết đây là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão đã tràn qua các khu vực ven biển của thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư với sức gió ở vùng gần tâm bão đạt 35m/giây, tương đương cấp 12. Theo thông báo của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, các dịch vụ xe lửa giữa các thành phố gồm giữa Quảng Châu, Chu Hải và Giang Môn, Trạm Giang cùng một số dịch vụ tàu cao tốc giữa Quảng Châu, Thâm Quyến đã bị hủy do gió mạnh cùng với mưa to trong ngày thứ Tư. Còn cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối giữa Hồng Kông, Chu Hải, Macau đã bị đóng tạm thời trong cùng ngày vì các lý do an toàn. Cây cầu vượt biển này dài 55 km, khánh thành vào năm 2018. Hãng China Sky Airlines, một trong những hãng hàng không lớn của Trung Quốc có trụ sở Quảng Châu, đã hủy tổng cộng 75 chuyến bay ra vào Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, ảnh hưởng tới hàng ngàn hành khách. Trong khi đó, dịch vụ phà băng qua eo biển Quỳnh Châu nằm giữa tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã phải tạm ngưng từ tối thứ Ba do ảnh hưởng của bão số 3. Theo báo China Daily, tại Chu Hải, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất do bão số 3 đến nay. Nhiều cây xanh đã bị bật gốc cùng nhiều bảng quảng cáo bị thổi bay, gây hư hại cho xe cộ đậu dọc lề đường và ảnh hưởng tới giao thông. Tất cả công trường xây dựng và các chợ ngoài trời đã bị đóng, trong khi lớp học tại các trường và nhà trẻ trong thành phố cũng tạm ngưng từ ngày thứ Tư. Theo trang thepaper.cn, người dân tại Chu Hải được khuyên trú tại các nơi an toàn để tránh mưa gió và không đi ra ngoài nhằm đảm bảo người không rời nhà, xe không xuống đường.
Kính thưa quý vị và các bạn, tối Chủ nhật vừa qua, siêu bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và làm cửa sổ nhà sập và một phần lưới điện cũng đã bị gián đoạn. Khoảng 158.000 người dân trong tỉnh đã được sơ tán. Hơn 40 chuyến bay đã bị hủy. Dịch vụ vận chuyển bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan cũng ngưng hoạt động. Cảnh sát biển đã cứu được một nhóm ngư dân trên biển và các nạn nhân hiện đã được bố trí chỗ ăn, chỗ ở tại một khách sạn. Các chuyến bay đến thủ phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hiện đang hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh đã bị hủy bỏ. Khoảng 100 chiếc xe lửa chạy qua thành phố Hạ Môn cũng đã bị đình chỉ. Nhiều tuyến đường giao thông ở Phúc Châu đã bị ngập lụt và cung cấp nước sinh hoạt cũng đã bị gián đoạn nhiều giờ. Siêu bão số 4 được cho là sẽ làm gián đoạn các hoạt động của ngành đường sắt và hàng không. Khoảng 120 chuyến tàu, hầu hết đi từ Thượng Hải tới các thành phố lớn ở Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ bị hủy vào cuối tuần. Trung Quốc có 4 mức trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, với màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, theo sau là màu da cam, vàng và xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo màu vàng vào sáng thứ Năm và chuyển sang màu cam vào buổi tối cùng ngày. Cùng ngày, cơn bão số 4 đã tàn phá Đài Loan, Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người và làm 4 người mất tích. Nhiều trường học, văn phòng, chính phủ, một số khu vực tại Đài Loan, Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa. Hãng hàng không Đài Loan cũng công bố điều chỉnh hoãn hoặc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Trước đó, giới chức Đài Loan, Trung Quốc cho biết đã sơ tán khoảng 7.500 người với hơn 35.000 nhân viên quân sự được triển khai để hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền cũng ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất kèm theo. Đây là trận bão thứ tư trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc đã làm 14 người chết và 4 người khác mất tích tại tỉnh Chiết Giang. Nhà chức trách Chiết Giang hôm nay cho biết thành phố Ôn Châu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 12 người thiệt mạng và 4 người mất tích vì lũ quét và lở đất. Trận bão số 4 đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực tỉnh Chiết Giang trong hơn 2 ngày qua, có nơi mưa lên tới 700mm, mức cao kỷ lục trong 120 năm qua. Một vài thị trấn tại thành phố Ôn Châu và Lệ Thủy bị nhấn chìm trong nước lũ, có nơi mực nước cao đến 4m. Tính đến chiều qua, trận bão đã ảnh hưởng tới hơn 1,5 triệu người dân và buộc hơn 188.000 người tại Chiết Giang phải đi sơ tán. Nước lũ đã nhấn chìm 223 ngôi nhà, phá hủy 272 tuyến đường và 43.600 hectare vụ mùa, ước tính thiệt hại kinh tế là 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 644 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Chiết Giang đã huy động lực lượng cứu hộ lớn tới các vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai, trong đó riêng thành phố Ôn Châu có hơn 50.000 nhân viên cứu hộ được triển khai. Sau khi tàn phá Đài Loan, Trung Quốc làm 6 người chết, bão Sudelo tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây và An Huy của Trung Quốc. Dù đã suy yếu, song bão vẫn gây thiệt hại nặng nề ở những khu vực này. Thi công siêu đập thủy điện ở Tây Nam Trung Quốc đạt tiến độ tốt, 28 con sông tại Trung Quốc vượt lũ cảnh báo. Nông dân lo lắng khi bão lớn tàn phá giỏ bánh mì của Trung Quốc. Dự án siêu đập thủy điện Bạch Hạc Than của Trung Quốc đang bắt đầu tiến hành lắp ráp những chi tiết quan trọng và đây là một trong những dự án thủy điện lớn nhất đang được thi công. Dự kiến sẽ là nhà máy thủy điện lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau nhà máy đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã, dự án xây dựng đập thủy điện Bạch Hạc Than ở phía Tây Nam Trung Quốc đã diễn ra suôn sẻ. Hôm thứ Tư, một khối quay mới vừa được lắp đặt trên một trong những tua bin của nhà máy này. Khối quay này nặng hơn 2.000 tấn và được phát triển bởi Tập đoàn Điện lực Cáp Nhĩ Tân, một trong những nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu của Trung Quốc. Đây là khối quay thứ hai được lắp đặt sau khối thứ nhất được lắp vào tháng trước. Đập Bạch Hạc Than nằm trên sông Kim Sa, một nhánh sông nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang, chảy qua địa phận các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Đập với vòng cong cao 277m với độ cao đỉnh là 827m, chiều rộng ở chân đế là 72m và ở đỉnh là 13m. Sau khi hoàn thành, con đập khổng lồ này có thể quản lý lưu vực rộng 430.000 km2, tức là 91% lưu vực sông Kim Sa. Bê tông là thành phần chính của con đập, được trộn từ đá, cát và vật liệu kết dính, thường là xi măng và tro than. Bột tro than, bột có thể làm giảm nhiệt sinh ra do xi măng phản ứng với nước, giúp làm tăng chất lượng của bê tông. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than sẽ sử dụng 16 tua bin công suất phát của mỗi tua bin là 1.000 MW.
Theo dự kiến, nhà máy thủy điện này sẽ đạt sản lượng điện hơn 60 tỷ kWh một năm, tương đương với 2/3 sản lượng điện tiêu thụ của Bắc Kinh vào năm 2015. Dự án nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than giúp cắt giảm phát thải khí là 52 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm. Dự án không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh cơ cấu năng lượng Trung Quốc mà còn giúp phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang. Xét về khối lượng, đập Bạch Hạc Than sẽ là con đập lớn thứ 3 của Trung Quốc và là thứ 4 trên thế giới đạt được khởi công xây dựng vào năm 2008 và bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, cơn bão số 5 đổ bộ kèm theo mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ tại vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Lũ vượt cảnh báo trên 28 con sông đã vượt mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, sông Tùng Hoa, phụ lưu lớn nhất của sông Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ đầu tiên trong năm. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Tư, mực nước tại trạm quan trắc Sai Mộc Tư đạt 79,32m, lưu lượng lên tới 12.200m mỗi giây. Bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, kể từ cuối tháng trước, Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên các con sông như Tùng Hoa và Nộn Giang, cũng như một số nhánh của chúng. Ủy ban kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc hôm thứ Hai đã nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và bão từ cấp 4 lên cấp 3 vì những trận mưa như chút nước do bão số 5 gây ra đổ xuống vùng rộng lớn phía Đông Bắc Trung Quốc trong tuần này. Theo tin mới nhất của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tổng cộng 28 con sông đã có mức lũ lụt trên mức cảnh báo, trong đó có 5 con sông có mực nước vượt cao mức đảm bảo. Dự báo có thể sẽ có thêm mưa lớn và lũ lụt ở các vùng của Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang trong 3 ngày tới. Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Diệp Kiến Xuân kêu gọi nỗ lực tăng cường kiểm soát lũ lụt ở các con sông bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Phòng Giáo dục thành phố Trường Xuân thuộc phủ tỉnh Cát Lâm đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo trong thành phố tạm dừng các lớp học do bão số 5. Mưa lớn đã đổ bộ vào hầu hết các khu vực của thành phố từ thứ Hai đến thứ Ba do cơn bão số 5 trong năm nay gây ra, bắt đầu từ sáng thứ Hai. Mưa bắt đầu trút xuống khắp tỉnh Cát Lâm. Sau khi càn quét qua Nhật Bản và Hàn Quốc, cơn bão số 5 đã đổ bộ với mưa to và gió lớn trên các vùng Đông Bắc Trung Quốc kể từ ngày thứ Hai vừa qua, giáng một đòn nữa vào một trong những vùng trung tâm nông nghiệp của đất nước, nơi đã phải hứng chịu hai cơn bão khác trong những tuần gần đây. Theo Tân Hoa Xã, thời tiết khắc nghiệt đã làm cho tình hình thiệt hại càng thêm tồi tệ, nhất là ở những khu vực còn chưa kịp phục hồi sau cơn bão số 4. Những ngày đầu tháng này, các cánh đồng ngô bị san phẳng, đồng lúa bị nhấn chìm và nguy cơ lũ lụt gia tăng trên hàng chục con sông. Chính quyền ở các tỉnh bị ảnh hưởng đang cảnh giác cao độ với lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục. Đây là những tin rất xấu đối với hơn 100 triệu cư dân ở vùng Đông Bắc, khu vực được mệnh danh là vựa lúa mì của Trung Quốc, vì sinh kế của người dân địa phương phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Năm 2022, ba tỉnh chiếm 20% tổng sản lượng lương thực của cả nước. Bà Li Chiang Mai, người điều hành một hợp tác xã ngô ở Cát Lâm cùng 4 nông dân khác chia sẻ với tạp chí Xít Thanh rằng một nửa trong số 200 mẫu, tức là hơn 13 hecta đất của hợp tác xã này đã bị hủy hoại do bão. Mùa màng bị san phẳng và các trang trại ngập sâu đến mắt cá chân. Bà Li cũng chia sẻ thêm, những thân cây ngô vẫn chưa chín và không thể thu hoạch được. Chúng tôi không thể làm gì bây giờ để bù đắp tổn thất. Đây là một mùa bão bất thường đối với khu vực. Trong lịch sử, trung bình hàng năm tại đây hứng chịu từ 1 đến 2 cơn bão cực đoan. Tuy nhiên thì trong năm nay, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã hứng chịu tới 3 cơn bão trong khoảng thời gian chỉ 2 tuần. Lần đầu tiên ở Trung Quốc trong ít nhất 70 năm không có một cơn bão nào được ghi nhận vào tháng trước. Nhưng khoảng thời gian cuối tháng này và đầu tháng sau đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể sau khi bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh vừa qua. Bão số 4 tấn công vùng lân cận Cát Lâm những ngày sau đó và hiện nay là cơn bão số 5. Trong khi vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của các cơn bão, những người nông dân cho biết các loại cây cao và dễ bị gió tác động như ngô đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Vụ lúa thu chiếm đến 70% sản lượng thu hoạch hàng năm của đất nước đang đến gần. Những người dân địa phương như bà Ly đang lo lắng về những ảnh hưởng kinh tế của bão đối với cuộc sống của họ. Mã Thụ Thành, một nhà nghiên cứu khí tượng nông nghiệp của dịch vụ khí tượng Cát Lâm cho biết, tỷ lệ thân cây ngô bị đổ hoặc gãy rất cao, dự báo khoảng 30-70% diện tích trồng ngô trong tỉnh có thể bị san phẳng. Các cánh đồng lúa dù ít bị ảnh hưởng bởi gió mạnh nhưng lại chìm trong nước. Ông Mã nói thêm, ở đây rất hiếm khi có 3 cơn bão trong vòng chưa đầy một tháng. Đó là một hiện tượng cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị và các bạn,
Trưa qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Đến nay, động đất đã khiến 7 người thiệt mạng, 4 tỉnh thành gần đó đều cảm nhận được độ rung lắc, trong khi gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch. Theo thông tin của mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra tại huyện Lô Định, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 16 km. Sau đó không lâu đã có ít nhất 3 trận dư chấn mạnh từ 3 độ trở lên cũng liên tiếp xảy ra tại đây. Theo truyền thông địa phương, gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch như các khu rừng, núi và lạch nước. Chuyên gia cho rằng khó có khả năng xảy ra động đất lớn hơn tại khu vực này trong tương lai gần, nhưng dư chấn vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Trong cuộc họp báo tổ chức chiều cùng ngày, chính quyền châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư cho biết đã có 7 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất. Địa phương này cũng đã cử 635 nhân viên cứu hộ, gồm cảnh sát vũ trang, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực, thông tin liên lạc và giao thông tiến hành công tác cứu hộ. Theo đánh giá ban đầu, trận động đất này có phạm vi rộng, cường độ mạnh. Ngoài tập trung chính ở tỉnh Tứ Xuyên, các tỉnh thành lân cận như Trùng Khánh, Vân Nam, Thiểm Tây và Quý Châu cũng có báo cáo cảm nhận được độ rung lắc của động đất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp quốc gia cấp độ 3 và ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp quốc gia cấp độ 4. Riêng tỉnh Tứ Xuyên kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 2, thành lập ban chỉ huy khẩn cấp và tổ chức họp khẩn nhằm triển khai công tác ứng phó khắc phục thiên tai. Hơn 50 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 7,2 triệu đô la Mỹ đã được chính quyền tỉnh này hỗ trợ khẩn cấp cho Châu Cam Tư khắc phục hậu quả động đất và cứu trợ thiên tai. Sau khi động đất xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Vương Hiểu Huy đã yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức lực lượng, tranh thủ từng giây, từng phút, làm tốt công tác cứu trợ động đất, kiểm tra tình hình thiệt hại, vùng tâm chấn và ổn định đời sống người dân vùng thiên tai. Thưa quý vị, tính đến tối thứ Sáu tuần qua, động đất kép tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người thương vong. Trong đó, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter được xác định là dư chấn của một trận động đất từ năm 2013. Tính đến tối thứ Sáu, hai trận động đất có cường độ 6,1 độ và 4,5 độ đã xảy ra tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tất cả số người chết và bị thương đều ở huyện Bảo Hưng, nơi xảy ra động đất 4,5 độ. Theo thông tin từ cuộc họp báo tổ chức tối cùng ngày, Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết, trận động đất 6,1 độ là dư chấn của trận động đất 7 độ xảy ra từ năm 2013. Hai trận động đất này cách nhau 9 km. Trước đó, theo thông tin từ mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu 17 km. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ ở độ sâu 18 km cũng xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này. Các nhà chức trách thành phố Nhã An đã điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, gồm các nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội. Theo thống kê sơ bộ, có 196 sự cố địa chất tiềm ẩn trong vòng 20 km tính từ tâm chấn. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp độ 3 về phòng chống thiên tai địa chất và cử đoàn chuyên gia đến khu vực động đất. Các chuyên gia nước này cho biết đây là trận động đất có cường độ lớn nhất trong 9 năm qua tại khu vực này, đồng thời dự báo những trận động đất lớn hơn khó có khả năng xảy ra tại đây trong những ngày gần đây. Tỉnh Tứ Xuyên là khu vực dễ xảy ra động đất ở Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ đã xảy ra tại huyện Vân Xuyên của tỉnh này, đã gây thiệt hại lớn về người và của, cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người. Trung Quốc hạ cấp phản ứng cấp kiểm soát lũ. Trung Quốc tà tơi vì một mùa hè mưa lũ kỷ lục. Trung Quốc không giải quyết được vấn đề lũ lụt kéo dài hàng thập kỷ, hàng tỷ đô la bị đe dọa. Thưa quý vị, vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã hạ cấp phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 xuống cấp 4 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp. Với cấp 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất khi tình hình lũ lụt đang có chiều hướng dịu đi trên cả nước. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và dự báo lượng mưa, cũng như tuần tra các con đê để đảm bảo an toàn. Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được giảm mức độ, Bộ cho biết mực nước của các nhánh chính của sông Tùng Hoa ở vùng Đông Bắc vẫn ở mức tương đối cao. Cùng ngày,
một tai nạn đáng tiếc xảy ra tại một địa phương ở khu vực phía Nam, chính quyền huyện tự trị dân tộc Đồng Tam Giang thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây cho biết 4 người đã không thể vượt qua và một người mất tích sau khi trận lũ lụt do mưa gây ra tàn phá. Trận lũ còn làm sập một ngôi nhà gỗ trong làng, công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành. Lượng mưa ở các khu vực phía Nam của đất nước dự kiến sẽ vẫn tiếp tục trong vài ngày tới. Thưa quý vị, theo nhận định từ các nhà khí tượng học, Trung Quốc vừa trải qua một mùa hè với số lượng mưa và số lượng cơn bão gia tăng đột biến, dẫn tới tình trạng lũ lụt trên diện rộng, đe dọa đời sống của hàng triệu người. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc tuần trước xác nhận mùa mưa lũ đã khiến nước ở tổng cộng 751 con sông vượt qua mức độ cảnh báo, ảnh hưởng cuộc sống của 70 triệu người dân ở 28 địa phương. Hàng chục nghìn người phải sơ tán và hàng trăm nghìn người thiệt mạng, tổng thiệt hại lên tới 29 tỷ đô la Mỹ, không chỉ về nhà cửa mà còn cả về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của nhiều ngành khác nhau. Tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, lũ lụt đã nhấn chìm những mái đền ven sông Trường Giang và cả lối dẫn lên một cây cầu. Vũ Hán đã tuyên bố cảnh báo về lũ lụt bởi những trận mưa lớn. Bức ảnh được chụp cho thấy người đàn ông chèo thuyền cạnh các tác phẩm điêu khắc bị nước lũ nhấn chìm trong công viên gần sông Vũ Sườn hôm thứ Sáu. Nhà chức trách Vũ Hán cho rằng mực nước của sông Dương Tử có thể ở mức 28m trong một thời gian dài. Điều này có nghĩa là dòng sông sẽ ở mức cao hơn đường phố Vũ Hán 4m, vốn trung bình cao hơn mực nước biển khoảng 24m. Chủ quan âm tọa lạc trên một hòn đảo đá giữa dòng Trường Giang thuộc địa phận thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc bị nước lũ vây kín hôm Chủ nhật. Hàng năm, những trận lũ kinh hoàng trên sông Trường Giang đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, công trình xây dựng, nhưng chùa quan âm vẫn hiên ngang đứng vững bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, liên tục cuồn cuộn dâng cao. Lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 260.000 người ở thành phố Trùng Khánh và khiến gần 20.000 cửa hàng bị ngập lụt trong nước. Lực lượng cứu hộ đã dùng bao nhựa gói xe hơi trên đường để cứu xe trong lúc nước đang dâng cao. Trước đó, thành phố Trùng Khánh nằm tại khu vực thượng nguồn của sông Trường Giang đã nâng mức phản ứng nhằm kiểm soát lũ lụt lên cấp 1, tức là mức cao nhất trên thang 4 cấp hôm thứ Ba. Nước lũ cũng đã ngập đến chân tượng Đại Phật ở Lạc Sơn vào cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, bức tượng cao 71m di sản thế giới được UNESCO công nhận bị nước chạm đến ngón chân. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đập thủy điện Tam Hiệp nổi tiếng nằm chắn ngang sông Trường Giang đã đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử vào hôm thứ Năm vừa qua, lần đầu tiên đập đón nhận lưu lượng nước lên tới 75.000 m khối trên giây. Để giảm bớt áp lực, Ban Quản lý đập đã cho mở 11 trên 14 cửa xả với lưu lượng là 49.200 m khối trên giây. Lưu lượng xả nước khổng lồ khiến dư luận không khỏi quan ngại về độ an toàn của công trình này. Song các chuyên gia Trung Quốc vẫn nhấn mạnh đập Tam Hiệp được thiết kế với khả năng chịu được lượng nước đổ về lớn hơn cả thời điểm hiện tại. Năm 2023 là một năm khó khăn của Trung Quốc khi cùng lúc phải đối mặt với rất nhiều mối họa nội tại. Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn chưa kết thúc, thì tình hình mưa lũ trên khắp cả nước đang đặt ra cho các nhà chức trách một bài toán hóc búa về tài chính. Trung Quốc đã xây dựng nhiều hồ chứa, đê đập trên 7 hệ thống sông lớn của mình trong vài năm qua, nhưng vẫn đang phải vật lộn với những đợt lũ lớn, tàn phá nhiều diện tích đất nông, công nghiệp và hàng triệu ngôi nhà. Thông tin từ Bloomberg cho biết, kể từ năm 1950, Trung Quốc đã chứng kiến 3 trong số 10 trận lũ lụt có sức tàn phá khủng khiếp nhất thế giới. Lũ lụt ở các thành phố đang là một xu hướng đáng lo ngại và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một dấu hiệu cho thấy dân số gia tăng và việc không thực hiện các chính sách đô thị hóa. Tháng trước, lũ lụt ở đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Trường Giang đã lên đỉnh điểm và các quan chức lo ngại đập có thể bị vỡ. Theo China Coderis, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Hồng Kông, hơn 40% dân số Trung Quốc sống trong vành đai kinh tế sông Trường Giang và chiếm gần 50% giá trị xuất khẩu, 45% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Khu vực này nếu được coi là một thực thể độc lập, có thể là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới.
với mối đe dọa từ những thảm họa nghiêm trọng đang hiện hữu, một nhà khí tượng thủy văn học Peter Clark, thành viên của Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ nói với South China Morning Post rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng mưa cực lớn, khiến cho các đập như Tam Hiệp sẽ không thể ngăn chặn lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra trong tương lai. Theo một nghiên cứu, nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, dòng chảy xung quanh Trường Giang và các con sông khác trên thế giới sẽ mạnh lên, dẫn đến tần suất lũ lụt lớn tăng lên. Một nghiên cứu sử dụng ghi chép lượng mưa trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 2010 cho thấy những ngày mưa lớn thường xuyên hơn và dữ dội hơn ở các thành phố so với các khu vực ngoại ô dọc theo sông Trường Giang. Trung bình những ngày như vậy chứng kiến mức tăng 30% ở những nơi như Tô Châu gần Thượng Hải, được biết đến với áo cưới, đồ xuất khẩu, cô dâu và các nhà máy công nghệ lớn. Năm ngoái, Trung Quốc đã bơm 726 tỷ nhân dân tệ để bảo tồn các nguồn nước. Đây là mức cao nhất trong lịch sử. Nhưng ngoài điều này, hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đang được chi cho các chương trình khôi phục COVID-19, bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực 5G khổng lồ để đảm bảo khả năng sản xuất trong tương lai. Biến đổi khí hậu đã làm gia tăng nguy cơ lũ lụt. Tại tỉnh Quảng Đông, công nghiệp hóa nặng, thiệt hại do lũ lụt đã lên đến khoảng 30 tỷ nhân dân tệ. Theo Bloomberg, các bộ ngành ở Bắc Kinh đã ban hành các quy tắc và mục tiêu liên quan đến biến đổi khí hậu và Trung Quốc đã có thời điểm được coi là nước đi đầu. Tuy nhiên, điều đó cần được suy nghĩ lại. Các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng và việc thiết lập mô hình rủi ro đối với các sự kiện lũ lụt trở nên khó khăn hơn. Năm 2016, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước đã phải chịu thiệt hại lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ do lũ lụt và bão. Phân tích của Frost Writing cho biết, các công ty bảo hiểm ở các tỉnh Hồ Bắc, Quảng Tây và Giang Tây đã phải chịu khoản lỗ hơn 500 triệu nhân dân tệ so với một tuần trước đó, bao gồm các yêu cầu bồi thường từ bảo hiểm nông nghiệp, động cơ và tài sản. Kính thưa quý vị và các bạn, tính đến 1 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đã có 160 người thiệt mạng và 6.700 người bị thương. Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, tính đến 1 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đã có 160 người thiệt mạng và 6.700 người bị thương trong trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra sáng ngày hôm qua tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Đến nay đã ghi nhận ít nhất 712 cơn dư chấn tại khu vực sau khi xảy ra trận động đất, trong đó có 2 cơn dư chấn mạnh với cường độ khoảng 5 độ Richter. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc cho biết đã triển khai đội cứu trợ cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các thiết bị cứu hộ đến khu vực thiên tai. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến thị sát tới khu vực xảy ra động đất nhấn mạnh, chính phủ và người dân cần phải đoàn kết, tiến hành công tác giải cứu một cách khoa học, sau đó sẽ xem xét các điều kiện và khả năng nhằm giảm tối đa thiệt hại cũng như các biện pháp nhằm khắc phục các hậu quả của thảm họa. Ông Lý Khắc Cường ra lệnh phải đảm bảo chỗ ở, thực phẩm và nước sạch cho người bị nạn, cũng như tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu công bố thông tin về tình hình thảm họa, công tác cứu hộ cũng như số người thương vong một cách kịp thời và chính xác tới người dân. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã ra lệnh nỗ lực giải cứu các nạn nhân, giảm tối đa tình hình thương vong. Nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về trận động đất gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết đã thảo luận với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc về việc yêu cầu sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục hậu quả của trận động đất. Nga cũng cho biết nước này sẽ gửi nhân viên cứu hộ, bệnh viện dã chiến và hàng hóa viện trợ nhân đạo đến Tứ Xuyên nếu Trung Quốc yêu cầu. Thưa quý vị, Trung Quốc, động đất liên tiếp, ít nhất 80 người thiệt mạng. Tổng số người chết sau những trận động đất liên tiếp ở Tây Nam Trung Quốc đã lên tới con số 80 và 731 người bị thương. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, hơn 6.600 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và 430.000 căn nhà khác bị hư hại sau các trận động đất ngày hôm qua. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có mặt tại hiện trường vào sáng sớm nay thăm những người bị thương. Theo Tân Hoa Xã, đích thân ông Lý Khắc Cường đã chỉ huy các hoạt động cứu hộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các lãnh đạo địa phương khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết 100.000 người đã được sơ tán và vẫn còn 100.000 người nữa đang tìm chỗ trú ẩn. Cũng theo hãng tin này, thống kê thiệt hại vật chất ban đầu của trận động đất là nửa tỷ đô la Mỹ. Tân Hoa Xã nói vùng xảy ra động đất là khu vực rất nghèo khó, giao thông và hạ tầng thông tin liên lạc trong vùng đã bị hư hại nghiêm trọng.
4 trận động đất xảy ra ở khu vực ranh giới các tỉnh Vân Nam và Quý Châu trong khoảng thời gian từ 11 giờ 19 phút tới 13 giờ 12 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, chấn động đo được từ 4,8 tới 5,6 độ theo USGS. Cả 4 trận động đất đều có tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km. Trận động đất thứ nhất xảy ra gần ranh giới giữa hai huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam và Uy Ninh, tỉnh Quý Châu, theo Tân Hoa Xã. Vùng Tây Nam Trung Quốc là khu vực thường hay xảy ra động đất. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất 7,9 độ ở Tứ Xuyên đã tàn phá khủng khiếp và làm ít nhất 69.000 người thiệt mạng.